Hồi chiều gặp một cái cô đó, tính ra cô biết Phật pháp, cùng thợ như đức niệm Phật. Xong thời gian cái thấy niệm Phật vô vị quá, đi tu thiền. Tu thiền cái tu thời gian cái cũng an lạc. Xong cái thấy mình không có cơ hội thành công. Bây giờ đến gặp những đức, hỏi bây giờ con thấy là bây giờ con đang đứng giữa ngã ba đường, con không biết chọn như thế nào, con không biết chọn làm sao nữa. Con thì biết thầy lúc mà thầy còn là chú hiền ở trên Tịnh Thất Quan Âm, tới bây giờ luôn, bây giờ gặp thầy, bây giờ thầy niệm Phật rồi thì phiên người ta niệm Phật quá trời đông. Bây giờ con đang đứng lừng chừng giữa ngã ba đường, con xin hỏi thầy là bây giờ con phải tu phương pháp nào để con thành công đây? Xong những đức nói, cô hỏi những đức mà cô có tin tưởng chưa, tin tưởng để hỏi chưa, hỏi mà trả lời cô tin mà làm không, thấy không? Cô hỏi nhưng mà trả lời cô mà cô còn trả treo lại thì thôi đừng có hỏi. Hỏi trả lời một phát một nghe lời đi rồi làm. Bây giờ cô nghĩ cô biết những đức ngày xưa những đức làm gì, niệm Phật. Rồi xuống đây làm gì, niệm Phật. Bây giờ hướng dẫn nhiều người làm gì, niệm Phật. Vì thì những đức niệm Phật không, cô gặp những đức cô hỏi, cô khỏi hỏi cô cũng biết nữa. Những đức trả lời cái gì rồi. Những đức chỉ có niệm Phật không à. Thì những đức khuyên cô niệm Phật. Nếu như mà từ khi những đức với cô biết nhau tới giờ mà cô niệm Phật tới bây giờ là cô đặc biệt lắm chứ không có đơn giản đâu. Nhưng mà do cô đi lang thang, cô học này học kia tùm lum, nên cô bây giờ vẫn là người đứng giữa ngã ba. Cô còn thua cái người mới bước vô chùa nữa. Người ta mới bước vô chùa, người ta gặp Pháp Môn Tịnh Độ là người ta đứng ngay cửa chùa. Bước vô chùa đầu tiên là đứng ngay cửa chùa liền. Còn cô bây giờ đứng giữa ngã ba. Ngã ba thì cô không biết là đứng ngay chỗ nào nữa. Thì cô cứ ngay lỡ ngay ngã ba cô đứng đi. Đứng ngay ngã ba thì cô đứng ngay chắc bùng binh quá. Ngã ba thì đứng ngay bùng binh chứ giữa. Thì giờ cái dòng xe nó có ngã ba, cô đứng ngay cái dòng xe thì cô biết đi cái đường nào đúng không? Thì thôi bây giờ những đức cho cô cái la bàn quẹo ngay chùa Hộ Pháp. Được chưa? Niệm Phật đi. Vậy thôi. Bây giờ cô gặp như đức, cô hỏi như đức trả lời xác thực khỏi dòng do. Cô có thấy này, mười mấy năm nay như đức niệm Phật có lợi ích á. Vui vẻ an lạc tự tại. Được rồi. Tu mà càng tu càng vui, càng tu càng làm được việc nhiều, việc ý nghĩa cho cuộc đời thì môn tu này được rồi. Mà môn tu niệm Phật ai cũng tu được. Rõ ràng ai cũng tu được, chỉ có người mà tu không được là người không có tu. Người không có tu sao mà được? Chứ cái người chịu tu là tu được à. Tại vì pháp môn niệm Phật dễ tu. Nó chỉ cần tính nguyện mà niệm cả đời là được. Gặp con bé này tính là 5 năm về trước biết. Lúc đó nó muốn đi tu ghê, nó vô chùa nó tu. Nó tu xong cái nó buồn, nó về nó có chồng. Cái nó có chồng bây giờ nó vô lại. Nhà đức hỏi, có chồng vui không con? Nó nói, dạ thưa thầy, bây giờ con ao ước gì thời gian quay trở lại thầy. Sao mày ao ước ngô khôn quá. Cái gì nó đã qua rồi, sao quay trở lại con? Hiểu không? Nó, nên từ nơi đó giờ chắc là te tua đúng không? Nó dạ, tua te. Tua te. Nên bây giờ nghe nói đi bán cà lem hả? Thấy xe cà lem, kem chuối á. Đẩy mà kêu tua te. Khổ tới ghê thiệt. Hai đứa con, chồng bỏ. Bây giờ nuôi hai đứa con, đi bán cà lem. Khổ ghê không? Cũng là câu cũ của ngày xưa. Nhà đức nói, thôi giờ đi bán cà lem á, để cái máy niệm Phật cây xe cà lem. Không, tôi giờ làm nghề đó, giờ con khổ quá, bỏ hai đứa con cũng không được. Nó đứa mới có lớn nhất 3 tuổi, đứa nhỏ thì mới có chưa được 1 tuổi. Nó, thì chồng bỏ rồi, giờ phải đi bán cà lem mà gánh nhỏ nít đó theo. Chứ làm sao bây giờ? Bây giờ thôi để cái lo niệm Phật ngay chăng cái xe cà lem á. Vừa đẩy cà lem vừa niệm Phật. Biết đâu bán cà lem đắt thì sao? Chỉ vậy chứ làm sao? Mà làm là đắt á nghe. Làm là bán đắt á. Bây giờ đẩy cái xe cà lem mà cứ tèn 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 tèn
tèn tèn tèn tèn tèn, nó quay á, nó cái giống cái chuông lắc tu á, cái bán lẹt là nó quay cái đó, tèn. Bây giờ để cái lo niệm Phật đi, để với để thì dọc đường biết là mỗi lần mà đẩy tới đâu là nghe điều niệm Phật là biết rồi, biết à rồi nhỏ bán cà lem tới. Làm cho chúng sanh nghe con Phật hiểu có phước lớn, hiểu không? Mình làm gì nó cũng có cái độc quyền. Nó ví dụ như bây giờ người ta bán rau cải, người ta chạy xe ngoài đường, người ta thu âm cái điệu bán bị đau cải xanh rau thơm me nó gao ôm sụp hết trơn tu âm chạy xe ngoài đường nó gao ôm sụp nghe, nó bán đi ngoài đường thấy nó bán nó gao ôm sụp, đúng không? Bây giờ chơi lại cách gao khét, thấy không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm hoài vậy đi. Rồi bắt đầu đi, nó đi viết á, là nó qua đoạn đường nào là nó vừa nghe điều niệm Phật là chồm sớm nó nhỏ bán rau đến rồi chạy ra kêu nó coi. Nó đi vòng vòng đoạn đường viết, nó nghe câu Phật hiểu với người ta quen. Ai bắt mình? Thôi là tờ. Đâu có cái pháp luật nào mà nói là bắt niệm Phật dọc đường mà bắt đâu chào. Hiểu chưa? Tôi bán rau mà tại vì tôi niệm Phật, thích niệm Phật quá, nên tôi bắt điều niệm Phật nghe được không? Đó, vậy đó mà bán rau đắt đó. Còn rau khô cuốn họng bây giờ cũng không ai mua nữa. Nhờ bắt điều niệm Phật là có người mua đó. Thử đi rồi biết. Hiểu không? Bán giấy số rồi đó. Cầm cái cọc giấy số, cầm theo cái lo, quải trước ngực. Đúng không? Gao giấy số gì cho nó mệt thì cầm cặp giấy số cứ đem bắt cái điều niệm Phật, bắt cái điều mà niệm bốn chữ nhẹ nhẹ của mình nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cứ nhẹ nhẹ vậy đó. Rồi đó, đi bán giấy số đi. Thường mà bán ngày được 200 tấm, bữa nay bán bắt niệm Phật bán được 500 tấm. Đó, không giỡn đâu. Công đức niệm Phật lớn dữ lắm. Nè, bà Thượng Diệu Liên ngày nói câu này nè: như thế nào là giúp người nghèo khổ bằng một cách có trí tuệ? Như thế nào là cho của người ta xong niệm Phật một câu cho người ta nghe, dạy người ta niệm Phật, người ta không niệm, niệm cho người ta nghe. Bà Thượng Diệu Liên ngày nói vậy đó: cho của cải người ta rồi dạy người ta niệm Phật, người ta không niệm, niệm cho người ta nghe. Đây là cách bố thí có trí tuệ. Cô Bậc Hiệu không đơn giản đó quý vị ơi. Thấy không, chùa mình làm gì đâu, với niệm Phật không có làm gì đâu. Nó đông y y luôn, thấy không? Có bữa nào thiếu gạo đâu. À, đâu có thiếu gạo đâu. Còn ở nhà mình có một hai người mà gạo thiếu hoài. À, có cái bà kia nói trời ơi, đi vô chùa gì đâu mà không thấy. Ăn chay gì đâu mà đồ ăn, đồ uống gì đâu mà nhiều quá trời nhiều. Ở nhà có mình con ăn chay mà bữa nào cũng có hũ chao cầm tới cầm lui. Mà nhiều bữa cầm ra còn nước chao không có cục chao. Khổ ghê không? Nói là ở chùi đâu mà chuối trái cây này, ngày nào cũng có ăn. Ở nhà có một mình một mà chớ hề thấy có trái chuối. Mà có trái chuối cũng trái chuối đen thui. Thấy chưa? Đó. Nên á, như hồi sáng gặp cái cặp vợ chồng, nghe mình giảng pháp đâu nửa tháng à, đến chùa gặp nó. Dạ xin hỏi thầy, con kỳ lắm thầy, số con lạ lắm. Làm không có tiền thì không có bệnh, mà mỗi lần mà có tiền là có bệnh. Giết rồi sợ có tiền. Cái chục năm nay mỗi lần làm có tiền là bệnh, te tu luôn. Xin hỏi thầy, tại sao con như vậy thầy? Những đức nói: ông có tiền, ông làm có tiền đúng không? Dạ, là ông có duyên với tiền, nhưng ông không có phước để xài tiền. À, rõ ràng ông tạo ra duyên tiền là vì sao ông có tiền hay không, là những đời trước ông có tiền, ông không giúp đỡ ai, ông không lo cho ai, giống như có một cái ông tỷ phú thế giới, tiền ông rất là nhiều, như vậy mà ông để cái di chúc lại là cho con chó trong nhà ông. Kỳ cục không? Chuyện lạ cái tôi tin không giảng. Giàu sang tiền bạc nhiều còn hơn cái gì nữa, mà ông thương con chó trong nhà.
Cuối cùng để di chúc lại là cho con chó. Ông thì sao ngộ ghê. Bởi vì em để di chúc cho thầy Thích Nhân Đức ngon quá. Tôi bao lớn biết nhiều nói, lấy tiền nuôi người già, tự nhiên để di chúc lại cho con chó à. Đúng là ngộ ghê, không biết ông này ông nghĩ cái gì. Nghiệp duyên lạ chưa. Người ta hỏi đại lão qua Tường Tịnh Không, vậy thì ông này khi ông chết đi, ông đi đâu? Nói ông đi làm súc sanh chứ đâu. Tại ông ái nhiệm con chó thì ông đi làm súc sanh. Tiền bạc người ta cặn lo cho chúng sanh khổ đau, ông không cho chúng sanh, không cho con luôn, cho con chó. Cái tâm ổng vậy thì ông đi làm súc sanh chứ làm sao. Thì bây giờ ông nè, cái nhân đời này ông làm ra tiền, ông xài không được, là vì những đời trước ông có tiền, duyên với tiền, nhưng mà ông không dùng tiền lo cho ai, không dùng tiền xài cho chúng sanh, mà ông cắt tiền rồi cuối cùng ông chết đi. Vậy thì ông không có làm việc gì có phước hết, nhưng ông có duyên với tiền, nhưng ông lại không xài được tiền, là vì ông không cho tiền người ta, ông không lo cho người ta, ông không giúp cho người ta. Nên đời này của ông kiếm được tiền, nhưng có tiền phải có bệnh. Cái quả báo là tiền phải bệnh. Tiền tai, tiền tai, tai, tiền, tiền tai. Hai bên nó kết hợp lại nhau, nên có vừa có tiền là có tai nạn đến, bệnh đau, sạch tiền, đúng không? Nói, y bon. Thầy nói y bon. Nên ngộ chưa? Nên mấy cái người nghe có tiền mà giấu đúc quá nghe, tôi nói cho mà biết. Chết bất tử là tiêu mạng. Tôi nói cho mà biết, nghe không? Có tiền mà đi giấu đúc nó nguy hiểm dữ lắm. Nó ông hỏi bây giờ làm sao con mới xài được tiền. Nó bây giờ ông phải tu phước. Nó bây giờ con không có tiền lấy gì để tu phước. Nói bây giờ ông nghe pháp, ông niệm Phật, ông đừng có nghĩ là ông làm có tiền nữa. Hai vợ chồng thường đi chùa niệm Phật nè, đi chùa tu cứ ngày ba bữa cơm khó ăn là được rồi, đúng không? Ông đừng có nghĩ giàu nữa, ông làm chân thật đi. Chắc chắn với ông luôn là sau này ông sẽ thay đổi số mệnh liền. Phước báo trong mạng nó đầy lại thì ông có tiền ông giữ được, mà ông càng làm ra thì phước báo nó càng lớn. Ủa thầy dạy vậy vậy thì chừng nào nó mới có kết quả? Nó thật hỏi câu này khó trả lời quá. Cái chúng sanh nó lạ kỳ, thấy không? Cái này là giảng dạy không đó nghe, không lãnh lương mà nó còn đòi tem bảo hành. Lạ kỳ thiệt chứ. Đúng không? Giảng dạy không á nghe, không lãnh lương á nghe, vậy mà nó đòi tem bảo hành. Được, mày muốn tem bảo hành tao cho mày cái tem bảo hành. Cuối cùng Diệu Đức nói rằng là 3 năm chăng thật làm 3 năm đừng nghĩ giàu sang gì hết. Rồi nhiệt tình hết mình, chỉ cần sống ba bữa cơm đủ, rồi đi chùa niệm Phật, rồi nghe pháp, vui vẻ quan hỷ sống hạnh phúc vợ chồng nhau. Trong vòng 3 năm số mệnh thay đổi, tự sự nghiệp phát triển 3 năm. Nó hỏi ngược lại vậy 3 năm nếu không phát triển thì sao thầy? Ở đâu đến thì con? Hỏi ô mày đâu đến nè. Thấy không? Sao nói dạ thưa thầy con tin hỏi, xin hỏi thật lòng, nếu làm chân thật nhưng mà 3 năm mà nó không phát triển thì làm sao? À, lúc đó Nhật Đức nói có gì đâu mà khó. Cái tem bảo hành này á, là trong cái giấy bảo hành nó có ghi là nếu 3 năm nó không có kết quả thì hai vợ chồng vô đây tôi nuôi. À, vậy sao? Hiểu không? Chưa có từng thấy một cái bảo hành nào mà đẹp như luôn á. Hiểu không? Quý vị mua đồ đạo thấy bảo hành chưa? Bảo hành là nó ghi những cái bảo hành mà cái loại mà nó không hư. Còn cái nào mà nó biết hư là nó sẽ lấy tiền. Quý vị coi phải mua đồ đúng không? Nói bảo hành cái ra sữa là toàn bị lấy tiền không. Nó hỏi thầy coi lại đi. Thầy coi cái tấm giấy bảo hành lại đi. Cái loại này nó không có bảo hành. Còn cái loại bảo hành thì nó cũng có hư. Nó thấy chưa? Còn cái này người ta bảo hành mà người ta còn bảo đảm luôn nữa. Bảo đảm là đưa hai vợ chồng về chùa luôn. Nếu như nó không thành quả thì hai chồng vô chùa ở, rồi mỗi ngày làm công quả cho cơm ăn. Quá bảo hành đẹp luôn mà đúng không? Bảo hành này rồi chắc ăn, đúng không? Ồ, nói chuyện hai chồng vui quá trời vui. Nội mà vui vậy thôi là thấy có phước rồi. Vừa nói chuyện với ông thầy mà vui vậy thôi là đã thấy có phước rồi. Thấy không? Bây giờ như Đức nói chuyện gì bởi vì vui thôi là bởi vì đã có phước rồi đó. Nói mà ai cũng quan hỷ.
ai cũng có gương mặt. Thấy chưa? Nói chuyện bây giờ gương mặt ai cũng cái bữa lễ á, những đức giảng nha, trước mặt mình. Mà bữa đó sao tự nhiên giống như là Quan Âm bán cá xuất hiện. Con nhỏ nó cao mà nó đẹp, nó ngồi dưới, nó ngồi ngay trước mặt mình mới ghê chứ. Mà trên mình giảng nó cứ ngồi làm nè, làm tới hoài vậy đó. Mình ngồi trên mình giảng mình làm nè, không biết gì luôn đó. Tại vì ai biết nó bệnh gì. Nó ngồi dưới nó có làm nè. Mình ngồi chơi mình nói thôi kệ mày bị bệnh, tao cũng cho mày căn bệnh luôn. Mình ngồi chơi mình làm nè. Giật giật lên luôn. Ok, mày bệnh gì tao trả lại bệnh đó luôn. Thấy không? Không mà công nhận vui thiệt. Rất là vui. Còn gặp mà bây giờ mình mà gặp nó ngồi dưới mà nó nhìn mà đá lông nhau kịch 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 thì mình ở trên đây mà mình vậy là mình thua rồi. Đúng không? Mày đá tao dưới ở trên tao đá lại luôn. Mày dưới mày còn dám đá tao trên tao sợ gì? Đúng không? Mình phải độ xanh phải gan. Độ xanh là phải gan chứ, độ xanh mà nhát là độ không được trong cái thời cuộc này. Thời cuộc này nó dữ dằn lắm. Hiểu không? Ma nó lội lặn tùm lum tùm la chỗ chứ. Nhiều lắm đúng không? Nên từ nơi đó mà mình nói mấy đoạn này mấy anh em mà sau này mà thuyết pháp là gặp nhiều cơ lắm chứ không giỡn đâu nghe. Đó, nhưng mà ngộ lắm, những đức mà chia sẻ pháp ở dưới có nhiều người ta ngộ lắm. Có nhiều bà mình đang thuyết pháp mình quay mình nhìn bản cái thấy bà làm nè. Chứ làm ngộ thế ghê. Giống như bà bị bê á, bị nghe mê quá tự nhiên mới làm nè. Chứ mà nói trời, bà đó là để ghen khổ cái trận. Còn có mấy bà cô những đức giảng ở trên bả ngồi dưới là bả nhắc bài luôn. Ví dụ như những đứng này niệm a di đà phật. Mình vừa giảng cái câu mà chưa nói câu sau là bả vớt câu sau. Nó làm tới vậy mà bả dưới mới làm nè. Bả làm tao mà nói tao cái bà nó làm thế ghê chợ. Mà viết rồi chú Kiệt đồ tâm nhiên đồ lộng khoái quay bà đó lắm. Ông quay xong về chồng mới coi. Xong chồng nói nè, bà ơi bà, tôi lại bà. Làm gì tôi quê lắm. Bà biết không, hồi đó lúc nào thầy giảng tôi cũng ngồi ngay phía trước tôi coi. Mà tối bà hai vợ chồng đi nghe pháp chú. Bà ngồi nghe pháp, bà ngồi đàng hoàng đi. Bà làm viết coi. Mấy chú quay phim quay ngay bà. Vậy tôi coi lại, tôi nhìn bà tôi mắc cỡ quá. Tôi coi giết rồi giờ tôi qua tốt bên hông tôi ngồi luôn. Mà bà mà còn làm cái này chắc là mai mốt tôi ra cổng chùa tôi ngồi quá. Nói vậy đó, ngại quá. Sau này đừng kêu tâm nhiên thôi đừng quay bà nữa. Tại vì bà bị liệu á. Bà nghe mình cái tự nhiên bà thích quá. Nói chuyện hút kể chuyện đi bì. Bà ngồi dưới. Cái đoạn nào mình nói ma bà làm. Làm cười nó ngộ lắm kìa. Mà công nhận thì cái hội chúng nghe pháp của mình là hội chúng số 1 đó quý vị. Mà khi mà ca sĩ hát, mà bất cứ ca sĩ nào đến hát, chỉ cần hát một lần thôi là ca sĩ đó sẽ muốn hát nữa. Tại vì thấy họ cổ động viên dữ quá, ủng hộ tinh thần, họ quơ tay quơ chân tá lạ âm binh. Khó kiếm cái hội chúng nào mà vậy lắm quý vị. Ô không? Nên mỗi một người chúng ta quý vị sống trong cái cuộc đời này hạnh phúc nhất là nụ cười. Mình làm sao mà người ta cười là cái điều đó là đúng là có phước lắm. Thấy không? Còn nếu như mà mình làm người ta khóc là mình có tội. Nên những đức nói rằng thôi kệ, mình niệm Phật mà. Danh hiệu Đức Phật A Di Đà còn một danh hiệu là một vị Phật vô cùng hoan hỷ. Thì bây giờ mình niệm Phật mình phải hoan hỷ. Nên quý vị thấy người ta về chùa 3-4 ngày mà người ta tu với mình quá trời luôn. Buổi giảng nào của mình là người ta sẽ lên trước thời gian rất là lâu. Có nhiều người mà người ta ngồi ở đó từ sáng cho tới tối. Người ta giảng xong là không bao giờ người ta đứng lên. Có lần người Đức hỏi bà rồi cơm nước làm sao. Bà nói rằng nhờ người đem cơm vô. Kinh khủng thiệt chứ.
Nên vậy Thiên Đức hỏi gì tiểu tiện? Nó là khi mà đi tiểu tiện là phải nhờ cái người nào quen lắm ngồi ngay chỗ đó giùm. Còn cái bà nó ngồi chỗ này là phải đưa cái tay tới đây, dịnh cái chỗ ngồi này nè. Kinh khủng quý vị. Mà giảng cái gì đâu, giảng đơn giản, giảng bình dị thôi. Sao nó kỳ cục vậy đó? Sao? Vì sao? Người ta vui. Cái người ta vui còn người ta phái vị hơn. Đó, nó không rõ ràng, người ta vui mà. Cũng như bây giờ những đức mà mỗi tuần những đức qua chia sẻ Phật pháp, các cụ thích mà đúng không các cụ? Qua sớm qua đầy hết chân à. Chứ gặp mà bà không thích thì ta phía trước thì bà không có ngồi đâu. Gặp mà ta không thích là phía trước thì ta không có ngồi. Ta lừa tú phía sau người ta chốt. Thí dụ như bây giờ đi mình lên mình chữ họ sùm đi, họ không chịu ngồi phía trước đâu. Chữ họ phải ngồi phía trước gì? Mình chửi họ đi cái phía sau họ ngồi. Chứ mình chửi ai không biết cũng ngồi. Họ ngồi phía trước thì giống như mình chửi họ hơn. Nên họ chốt, đâu chịu ngồi đâu. Mà cái này người nào ngồi phía trước là cười nhiều. Người nào ngồi phía trước cũng cười nhiều người ngồi phía sau chứ. Nên ai cũng thích ngồi phía trước. Nên cái buổi giảng như Đức lúc nào cái đầu nó đầy kính cứng ngắc chứ. Rồi sau đuôi thì chắc chắn phải đầy rồi. Nó thấy không? Là do gì? Họ ngồi phía trước họ cười quá. Nên họ phái ngồi phía trước lắm. Nó thấy rõ ràng không? Nếu mà những Đức lên mình Đức chữ sùm là phía trước không ai dám ngồi. Mà nó đi nài nỉ bắt nó lên. Mà cái bà nào phải khù khờ lắm. Giống như ngồi ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì chứ. Thì bà mới lên. Chứ mấy bà khôn là không giờ lên đâu. Lên bị chữ sao? Bây giờ thí dụ như mình chữ ai không biết mà mình chỉ cô Hải hoài. Chỉ cô Hải nó tại sao tôi chữ ai mà sao chỉ tôi hoài chữ. Ôi mày, tôi không dám ngồi đây nữa đâu. Đúng không? Sợ lắm. Nó nói chữ ai chữ chứ mà mình ngồi đó mà nhìn ngay mình hoài mình cũng đau lắm chứ giờ đâu. Nó văn miệng chúng mình tùm lum la. Nên những Đức nói rằng cái người mà ngồi phía trước mà nghe những Đức giảng với cái da mặt nó đẹp. Không phải giỡn đâu nghe quý vị. Hết mụn á. Nó trước lễ á mệt quá. Sân si một chút. Vậy mà nổi mụn mụn ngay mắt. Nè mụn nè. Do bị gì phải không? Sân si. Không? Ba ngày nay giảng pháp vui vẻ. Bữa nay lặng bớt. Hiểu không? Nên con người mà vui vẻ nghe quý vị. Quý vị cũng trẻ nè. Thế giới cực lạc vì sao mà người ta không già? Vì người ta vui. Thế giới cực lạc là người ta không già là vì người ta vui. Nên cái người mà mau già là cái người mà thường buồn hoài. Buồn hoài nó mau dài lắm. Nhất là mấy cái bà nào mà mình nhìn mình biết bà keo liền. Vừa nhìn là mình biết đặt bà năm keo. Có cái bà đó, bà vợ lỡ họ dạy thưa thầy, con nghe pháp thầy rất là lâu. Nhưng con từ xưa giờ đi chùa, con không có biết cúng dường gì hết trơn á thầy ơi. Mà con xin thầy một điều. Nói bà chưa biết cúng dường chứ mà sao bà biết xin. Không, con mới xin gì, con xin một cái tên thôi thầy. Mà bà hỏi mà mặt bà gì vậy, bà hỏi gì nè. Dạ thưa thầy, đi chùa xưa giờ cũng lâu, giờ con xin thầy cái này cơ thầy. Bà nói là đi chùa không biết cúng dường nhưng mà giờ xin thầy cái này cơ thầy. Nó làm mắt bà làm nè, xin thầy cái này cơ thầy. Mình vừa nhìn gương mặt bà, nói thôi kệ, cô xin pháp danh đúng không? À, thôi đặt cô Diệu Keo. Kỳ tử. Cô về cô cố gắng gieo báo cô niệm Phật nghe chưa. Hai năm sau lỡ tôi đổi pháp danh chưa. Bây giờ tôi nhìn trên chán mà tôi thấy cái chữ keo. Ôi trời ơi, sao kỳ vậy thầy? Sao tôi nhìn được cái chán có thấy chữ keo kỳ vậy thầy? Bây giờ tôi hỏi bà thật lòng. Bà làm cực lắm đúng không? Dạ cực lắm. Kiếm tiền khó lắm đúng không? Dạ khó lắm. Mà không dám xài tiền đúng không? Dạ không dám xài. Thế rồi đúng rồi. Cái chán bà có cái chữ keo. Bây giờ bà soi gương rồi đúng không? Sao kỳ ta? Chán con sao con không biết? Cái chán mà có chữ keo hả thầy? Có. Ủa sao kỳ thầy? Keo chỗ nào? Này, ngay chân chỗ. Hai cái lông mi bệnh nó ghép lại. Chân mày nó ghép lại, nó nhâu lại phải không? Bà nhâu lại đó. Cái người mà nhâu lại vậy là keo dữ lắm. Thấy không? Cái hàng tiền đạo cái khúc trên này nè. Không? Nè.
ngay trang cái chén nè, bà nhau. Bây giờ quý vị coi cái người mà lỡ nói chuyện với mình mà. Dạ chào cô, cho tôi hỏi chùa hộ pháp ở đâu cô? Vừa nhìn mặt là mình thấy ớn quá kìa, ngặt nhau. Cho tôi hỏi, thấy không, nhau mà. Đó là người đó, người gì phải không? Khó tính, keo. Nhau hỏi nhà đức, nhà đức đặt dịu keo. Bà quá keo đúng không? Bà cố gắng bà nghe pháp, bà niệm Phật, 2 năm sau lỡ đổi tên khác. Bà cố gắng bà vui vẻ nghe, gặp tôi bà không có nhăn nữa, 2 năm sau lỡ đổi tên bà. Dạ cho tên, biết trước được thầy. 2 năm sau mà bà lỡ mà bà không nhau nữa thì đặt bà Diệu Hỷ. Đúng không? Quan Hỷ đó, phải không? Giờ hỏi mà thôi. Nó cái người mà vậy làm ăn quá lên. Cái người mà cứ mặc cứ con ơi, con hì ha quá, nhau nhau tối ngày, đừng có nhau nghe. Nghe không? Cái vị trí này là cái vị trí mà phát tài phát tướng, mà tối ngày cứ nhau hoài là nó chặn cái đường tiền bạc lên hết trơn rồi, chặn duyên luôn, chặn phước hết trơn rồi. Thấy không? Nên mấy cái người mà nhau nhau đừng có nhau nữa, nghe chưa? Mà muốn không nhau thì phải làm sao? Nghe pháp như đức giảng, cười nhiều sao nhau, cười thì hết nhau thôi, đúng không? Đó, nên mấy vị biết cái nụ cười quan trọng lắm. Nên ta nói một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ mà. Nên ai không cười thì cuộc đời sẽ lỡ. Không? Không cười là nó lỗ thiệt quý vị. Hồi tối rồi ơi, đúng là mình niệm Phật, Phật sắp xếp. Lạ thiệt. Hồi tối mà lên giảng cái giờ này nè. Ồ, giảng mà nói về thế giới cực lạc mà ầm ầm kinh thiệt. Mà giảng nó vui gì đâu. Lúc giảng mình nói rằng bữa nay con giảng pháp mà chuyển gió chuyển được quá trời ầm ầm này. Con giảng pháp mà mưa là giảng không được. Mà đang tán thán bổ nguyện Di Đà sao mưa, đúng không? Mà mưa giảng được, tại vì trời mưa là cầm micro giảng được. Thì giảng pháp xong rồi không mưa. Xong tụng kinh mà mưa ướt kinh sao? Đúng không? Tụng kinh không mưa, những đức này muốn mưa lễ Phật mưa. Nói câu gì luôn á. Hôm qua nói câu gì đó bển á. Thì mình muốn lúc mà lễ Phật mà trời mưa tới còn sao ta? Mà lễ Phật trong mưa, mình coi mấy bà Phật tử này bà có lễ cùng với mình không? Trong bụng mình nghĩ vậy đó. Đúng rõ ràng hữu cầu tác ứng. Mà bắt âm thanh thì mưa dẫn lại được luôn. Không có sao chứ. Vừa tụng kinh xong, gom kinh, tự nhiên những đứa cầm video nó nói nè, mấy anh em ơi, gom kinh cắt hết nghe. Tự nhiên mình nói, kêu gom kinh bỏ vô thùng cắt hết nghe. Thì vừa gom kinh đem cắt hết trơn, hoàn toàn hết trơn nghe. Quy lên tán thán Phật, vừa tán thán Phật xong, ao mưa. Ghê chưa? Ướt mình luôn, y áo ướt nhem hết luôn. Đúng là lễ Phật trong mưa. Cảm xúc lắm quý vị ơi. Đặc biệt lắm. Cái dịp nào quý vị ra mưa lễ Phật thử biết. Không, mà cái này là duyên. Chứ không phải là tự nhiên mình đang lễ Phật, mình chạy ra mưa mình lễ cái này là ta nói mình khùng. Tại tự nhiên trong nhà không lễ ra mưa lễ làm chi. Còn cái này là mình đã ở ngoài sân mà đông dữ lắm, ở trong đầy hết rồi. Thì bây giờ mình đang lễ ngoài sân mà mưa thì cái này là mình phải chịu, mình lễ. Hiểu không? Bây giờ nghe gì mà tự nhiên đang ở trong đây không mưa, mà trời mưa ngoài tự nhiên ra ngoài sân lễ, ta nói mình ba trận. Hiểu không? Không đúng. Còn đó là người ta đủ duyên, người ta lễ ngoài mưa luôn. À, thì lễ quá trời lễ luôn. Cái pháp hội hôm qua gọi là cái pháp hội có một không có hai. Chưa từng thấy pháp hội nào mà đông vậy mà lễ Phật ngoài mưa. Phật tử lễ ào ào. Đặc biệt thì mà có nhiều bà cũng khôn ghê. Chưa mưa mà bà chuẩn bị áo mưa. Cái bà này cũng kinh thiệt chứ. Vừa mưa cái sọt áo mưa liền. Lễ Phật hoặc áo mưa xanh đỏ tùm lum tùm la.
có nhiều bà chưa mua chuẩn bị cái dù mà cái dù Nhật á nó đội đầu luôn mà sao lễ nó tròn 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 luôn tùm la, nó cự lắm. Ồ cái pháp hội lễ Phật gì mà kinh khủng thiệt chứ. Mà đa phần nó nghĩa là 98% là người ta đều lễ ngoài mưa hết, còn chỉ có vài ba người là dù và bạn áo mưa này kia thôi, còn nhiều là lễ ngoài mưa hết. Nên nhà Đức nói đúng là cái hạnh phúc lễ Phật ngoài mưa. Những cái hạt mưa đó giống như là tiêu trừ nghiệp chướng cho mình. Mưa gió bão bùng mà vẫn lễ. Từ cái tâm đó, cái tâm chân thành nhiệt tình để lễ Phật á, cảm xúc nhiếp tâm quá trời luôn. Nó nên quý vị biết rằng là lễ mà mình tổ chức ở đây nó thật chắc lắm. Nên cái ban tổ chức dù có cực khổ nhưng quý vị thấy hạnh phúc lắm quý vị à. Tại vì quý vị lo cho người ta về, người ta tu, những đức thấy Phật tử nó nhiệt tình thấy ghê. Nó tu như vậy, nằm chặt chội như vậy, tại sao người ta không ở nhà người ta nghỉ ngơi đi? Người ta lợi chùa mà người ta nằm chặt chội, người ta tu, ăn cơm hộp đồ này kia, đi vòng 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 lang thang. Tu 2 ngày đây xong rồi nửa đêm hôm chạy xe lủi lủi ở bên Hộ Pháp. Mà qua bệnh đâu có chỗ nằm đâu. Trời ơi, nằm chặt chội. Vậy mà người ta dẫn qua bên đó, người ta tu. Vậy mà mình phục vụ những con người này, quý vị thấy mình hạnh phúc cỡ nào chưa? Mình phục vụ những con người này là những con người tu. Phục vụ những con người này là có thể một đời này họ làm Phật. Cái điều này mình quá hạnh phúc quý vị à. Nên ban phục vụ trong chùa là cảm thấy mình vui. Dù là mình làm cực nhưng mà vui vì phục vụ cho người ta. Ý nghĩa quá. Nếu như bây giờ mình đi tu mà mình vô cái ngôi chùa mà không làm một việc gì ý nghĩa chân thì một đời vô nghĩa. Có giờ mình vô ngôi chùa mà mình làm được nhiều việc ý nghĩa thì mình mừng chứ. Nên những người trẻ mà đi vô chùa tu ở đây là quý vị phải thấy mình có cái hạnh phúc. Vì mình được cái thân cha mẹ cho mà mình làm những việc này ý nghĩa quá. Quá ý nghĩa. Nó bây giờ nhìn qua đây mấy anh em này trẻ này mà làm việc này ý nghĩa quá trời. Mỗi anh em, mỗi người, mỗi việc, mỗi khâu mà nhiệt tình hết mình, cực lực nhiệt tình hết mình. Đây là hạnh phúc lắm. Nên mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo đường gì nó đặc biệt lắm quý vị. Nên mỗi một người mình phải trân quý cái nhân duyên tuyệt vời này. Có một cái cô kia, cô lợi có nói nè: dạ thưa thầy, cái phòng con ở đó thầy, mà ba điểm chùa mà không biết chỗ nào nghe. Thôi nói chỗ đó làm chi. Cái phòng con ở 6 người, xong rồi có 3 chị em thấy, vừa bước vô phòng thì thấy có cái cô đó, cô đứng tóc cục, mà cô đứng ngay chăn chỗ nhà vệ sinh. Tưởng đâu ai đứng đây chờ cái gì. Cuối cùng cũng kêu: cô đứng đây chi cô? Con vừa kêu một cái mất tiêu. Mà trong phòng 6 người mà đã có 3 người thấy, thấy một hình tướng đó luôn, cái cô đó. Cô lại hỏi như Đức: dạ thưa thầy, bà đứng chi vậy thầy? Nãy giờ trong phòng hoang mang sợ quá. Bây giờ mấy bà không có dám lên phòng ngủ, 2 bà cũng không dám lên. Mấy bà làm xong bà ngồi ngay cầu thang, bà đợi 6 bà đi lên lượt. Chúng sanh mình nó lạ lắm. Ma mà nhát mình nó không chịu, nó phải nhát 6 người hết nó mới chịu. Ngộ ghê chưa? Ông bà thầy nói nổi chứ. Cũng ớn quý vị, cũng ớn chứ mà chuyện dở đâu nghe. Tự nhiên bây giờ mình vô phòng mình mà thấy có ai đứng ở đó cừ cừ với mình, mình kêu cái mất tiêu, nó nói cho bằng kia mình cũng sánh sao á. Cái kia lấy mền đồ cũng chùm lại quý vị. Chùm mật mà con người mình nó kỳ lắm. Nó chùm mền rồi mà lâu lâu lú đầu nó coi. Nó coi con ma ở đâu. Nó kỳ cục cái con người mình nó lạ lắm. Cái chi chùm mền đi coi nằm im ngủ. Hoặc là phải gió gì thổi ở ngoài cửa kêu cục cục. Bắt đầu đưa cái mền làm rồi. Kỳ cục lắm quý vị. Sợ lắm chứ. Nói không biết ma là cái giống gì nhưng mà sợ. Thật sự mà nó nói là người ta cái gì nhưng mà sợ lắm, nghe tiếng ma này rất là sợ. Sáu bà trong phòng hoang mang. Chắc mấy bà cũng đang nghe pháp ở đây nè.
Anh nghe báo đây mới ông hoang mang mới sợ chứ. Nó xong rồi những đức nói với một sư cô, những đức nói bây giờ cô ở bên, cô qua bên cái phòng đó cô nói nè, à, chúng ta ở đây ai cũng là người cùng tu hết chứ nhá, thôi qua phòng tôi ở đi. Mấy bà thì nhát quá, thôi tôi không có nhát, qua phòng tôi. Sư cô nói thôi, không dám thầy ơi, được rồi, con không dám kêu gì đâu. Sao giờ Đức dậy? Thì Đức nói là tôi kêu những quan hay những thịnh, những trí, những lăng vậy đó qua cái phòng. Nói thầy thì tu công hạnh cũng nhiều năm, thôi muốn cái gì thì qua phòng thầy. Mấy ông lên phòng đó, ông giúp giùm ta đi, nói vậy câu. Mấy ông đại diện mà nói thôi thầy cũng có công phu, thời gian. Thôi mấy bà cô này bả nhát lắm, cái gì thì quý vị qua phòng thầy chơi. Phòng thầy đâu ra hết. Mà mấy bà cứ đang hỏi Như Đức là thầy sao mà bả đứng ở nhà xin quậy thầy, hỏi hoài. Cuối cùng Như Đức nói là tại vì cái phòng có 6 cái giường mà 6 cô ở rồi, mà đâu có cái giường nào đâu, thì bả phải đứng ngay nhà xin. Tại mấy cô vô phòng thế nào mấy cô cũng đi vệ sinh à, nó đứng ngay nhảy sinh trước có đỡ. Mà cô có cảm giác là khi cô vô nhà vệ sinh á, ở ngoài có người gõ cửa đúng không? Ồ đúng đúng đúng, cái gõ cửa. Nó bây giờ á, à, bây giờ cô để cái giường nữa, à, cô nói thôi đừng có đứng đây, để cái giường tội nghiệp quá, cho vị nằm đây nè. Rồi tối mấy cô ngủ, mấy cô thấy ba nằm ba ngủ, chùm mền lại lú đầu ra thấy ba nằm ba làm nè. Không nghe tôi cũng ớn lắm quý vị. Mình đang nằm ngủ mà tự nhiên mà mình lú đầu ra mình thấy tự nhiên có người tự nhìn mình làm nè. Mình nhìn mà cái kiểu mà nhìn gì chưa đáng sợ, nhìn mà kiểu cặp mắt gì nè quý vị. Ôi trời cũng ớn quý vị, chùm nó liền đó, chùm quay bên kia liền đúng không? Gặp trường hợp đó thì mình ngoắc lại. Giáo sư cô ngoắc, gặp trường hợp người ta ngoắc mình ngoắc lại liền. Giữ hơn tôi nó thôi biến. Không, năm mình bây giờ nói đây nè, cái cảnh giới chúng ta là cảnh giới phàm thánh đồng cư độ, và người sống người chết đều sống lẫn lộn với nhau hết. Không, nhưng mà cái người mắc mà chưa siêu phải nhờ người sống có tu hành để mà giúp cho quý vị nó có một cái linh thức sáng suốt để nương tựa, để mà tu để cầu giải thoát. Bây giờ ai vô chùa cũng muốn tu hành nhưng mà người ta là phàm phu kia người ta cũng sợ, nên tất cả chư hương linh báo cho nhau nghe, tuyệt đối không có cho ai thấy, cứ ở đây bình thường tu hành đi cầu giải thoát, rồi mỗi ngày cũng đi thực cho dùng, tuyệt đối không để cho người ta thấy. Vì khi để cho người ta thấy người ta sẽ sợ, mà khi người ta sợ rồi người ta hoang mang cái tâm, mà khi tâm người ta đã hoang mang thì mình tổn duyên tổn phước của mình, nó không có lợi ích cái gì cho mình chứ, hiểu không? Như bây giờ người ta làm mình sợ, mình cũng đâu có muốn gì, mình làm cho người ta sợ làm chi hả? Mình để cho người ta tu yên, người ta phục vụ tam bảo đi, dù mình có ở trong cái phòng đó đi chăng nữa mình cứ yên đi. Dù như cái phòng như Đức mà dù như có hương linh thì cứ ở yên vậy đi, đừng để cho những thân được Đức thấy. Tôi thấy tôi sợ, tôi sợ. Hiểu không? Đó, nhớ nghe. Tôi mà sợ cái là tôi thuyết pháp không được á. Tôi sợ cái tôi lên tôi run lắm, thuyết pháp không được. Lên cái là tôi nói Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Biểu tử ơi, thầy mà nhát người á, hiểu không? Kiểu này tội chết mộ. Thầy mỗi ngày tiếng pháp hay quá trời, tự nhiên nhát ông cái tiếng pháp hết được luôn, lên chừng cảnh lạnh ngắt cái đời cho kỳ quá. Thầy, dạ thưa thầy, thầy bộ bị bệnh gì sao mà mặt thầy xanh thế thầy? Thầy đâu bị bệnh gì đâu, thầy sợ mà. Đúng không? Mình nhét thầy vô tội chết mù, thì nói chuyện dẫn chơi, làm ta sợ.
Nhưng ai làm mình sợ được không? Mình đâu có chịu. Vì mình làm ta sợ làm chi vậy? Đừng có hiện cho người ta thấy nghe không? Mà những người mà mình thấy phần âm là do gì? Cái tâm mình sợ. Sợ ma thì mới gặp ma, hiểu không? Chứ bị tín nguyện niệm Phật thì gặp Phật, còn mình sợ ma mình mới gặp ma. Còn người ta tu mà người ta gặp hương linh đi niệm Phật vòng vòng, người ta cũng không quan tâm tới. Người ta đâu có gì đâu mà sợ, nó đi niệm Phật mà sợ gì? Thì đó là bình thường. Nhưng mà mình sợ ma, mình gặp ma, mình sợ ma, mình gặp ma thì ma mới nhát mình. Đó. Nên xem lại cái tâm mình đi nghe. Để mình lo mình niệm Phật, mình lo tu. Mình sợ cái gì? Mình giúp nó mà sợ cái gì? Mình vô phòng mình gặp gì cái mình nói chị ăn cơm chưa chị? Nói câu gì nó bình tĩnh quá trời. Gặp chị tao cục, nói chị tao cục tên gì cho em biết. Bà nói Diệu Diệu à, Diệu Diệu. Tại bà đứng á, Diệu Diệu, đúng không? Đó. Hỏi chị sao không xuống ăn cơm đi mà sao đứng đây hoài chị? Nói chưa đôi. Không, mình Hương Linh ta trả lời là gì nè quý vị. Dù như quý vị nói chị sao chưa ăn cơm chị? Họ nói chưa đôi. À, chị có niệm Phật không chị? Có niệm Phật. À, thầy Đức giảng pháp chị có nghe không? Có nghe pháp. Có cừ không? Có cừ. Chị cừ sao? Đúng không? Nó mà mình mà giao tiếp kiểu đó mà nói thôi, giao tiếp bữa nay thôi nghe. Rồi chị ở đâu ở chỗ đó đi. Rồi được, để em lo công việc của em. Nó vì đúng là quá gan đúng quý vị. Giống như câu chuyện mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể mà cái cô đó mà khi cô niệm Phật mà gọi là quỷ nó tấn công. Niệm mà nó giang ra. Niệm mà giang ra. Mà suốt mấy đêm như vậy cuối cùng bỏ đi luôn. Nó gan ghê chứ. Còn này người ta chỉ có đứng, người ta không làm gì chứ mà xanh mặt xanh mày. Kiểu này cặn tử nghiệp mình chịu thua rồi, bó tay. Nên người đã tính nguyện niệm Phật thì người ta đâu có hại mình. Người ta cũng đang khổ, người ta cho mình thấy để làm chi? Vì người ta có duyên với mình. Người ta mong mình giúp cho người ta để được siêu thoát. Mình đã đi sợ người ta tầm bậy quá. Nên mấy cô mà nghe nhà Đức nói gì đừng có sợ nữa nghe. Người ta đang khổ, người ta cho mình thấy là ý nói trong cái cuộc đời này nó có những cái cảnh giới mà vô hình còn chưa siêu thoát. Thôi quý vị, còn cái thân người này vì còn khỏe, vì cố gắng bị tu nghe không? Cố gắng niệm Phật nghe không? Đừng có đợi chết như tôi, khó tu lắm. Người ta thương mình, người ta nhắc mình đó. Chứ người ta đứng đó chứ người ta có làm gì mình đâu. Phải chi mà ta vừa gặp mình mà ta làm nè. Thì mình thấy sợ. Còn người ta có làm gì đâu mà mình sợ người ta. Là người ta đang nhắc nhở mình cố gắng niệm Phật hồi hướng cho tôi. Hiểu không? Thì xong mình bước vô phòng mình nói chị. Em thì em nhát lắm chị. Nên thôi, từ hôm nay chuyện ai nấy làm, nhà ai nấy ở. Chỗ nào ở ngay chỗ đó, nhưng đừng cho em thấy. Tại vì em thấy em sợ em ngủ không có được chị ơi. Thôi chúng ta mỗi người lo tu hành nha chị. Bạn đồng tu mà chọc nhau làm chi. Cố gắng nghe lời thầy dạy. Từ hôm nay Hương Linh ở yên trong chùa lo tu. Nhưng đừng có động đậy, đừng cho ai thấy nghe chứ. Đó là một cái việc mà để nhắc lên. Để cho mỗi một con người, từ người sống đến người chết, mỗi một cái cảnh giới mình phải lo tu hành. Nhớ phải lo tu hành để hướng đến giải thoát nha quý vị. Có một cái con quỷ này mà lúc mà còn xin tiền làm cái việc ở trong ngôi Tam Bảo, mà làm việc thủ kho giữ của Tam Bảo, mà giữ của Tam Bảo mà lấy của cải, dùng tùy tiện rồi lấy của cải cho gia đình người thân rồi làm đủ chuyện. Vậy mà cái tâm tham đó mà chịu cái quả báo mà khi chết làm quỷ đạo mà phía trước đi như vậy đói khát mà đi khập khểnh đi không nổi, mà phía sau có con chó chạy cho nó cắn suốt, nó cắn ruột gan bao tử lòng thòng đau đớn mình mẩy, nó cắn đầy mình máu chảy tuôn ra mà nhìn kinh khủng lắm. Khi mà đệ tử của Đức Phật nhìn thấy cái cảnh đó, hỏi Đức Thế Tôn vì nghiệp duyên gì, nói là thủ kho trong chùa mà cầm tiền Tam Bảo dùng không đúng nơi đúng chỗ, mà dùng tiền phí phạm tham lam lấy của Tam Bảo dùng cho cá nhân của mình.
rồi bị cái quả báo như vậy. Kinh chưa? Nên cái tâm tham á, nó cấu kết thành một cái nghiệp duyên nhân tham. Quả làm quỷ đạo. Tham vừa vừa thì quỷ khổ vừa vừa, mà tham nặng thì là quỷ khổ nặng. Cái cảnh giới quỷ đạo nó vẫn có thượng trung hạ. Nó có những cái cảnh giới quỷ đạo hưởng phước, được người cúng kiến, chú quỷ. Có những loài quỷ mà làm lính quỷ đó. Rồi có những quỷ mà người hầu quỷ đó. Nó thượng trung hạ, giống như súc sanh vậy đó. Cũng có thượng trung hạ. Có những loài súc sanh mà được người ta cưng chiều, qua hậu mà còn ẩm nó nữa, cho nó ăn đồ ngon hơn con người, nhưng mà nó lại làm súc sanh. Có những loài súc sanh thì chung chung nhà ở vừa vừa, cũng có cho ăn. Nhưng có loài súc sanh thì là ăn bờ ngủ bụi, sống lang thang, có không? Có loài chó lang thang, mèo lang thang đó. Rồi chuột thì trong lỗ cống, đúng không? Có những loài chuột nhà đỡ hơn chuột trong lỗ cống, ghẻ chóc tùm lum đó, thấy không? Nên từ nơi đó mà cái tâm sân hận là chiêu cảm địa ngục, cái tâm tham lam là chiêu cảm quỷ đạo, cái tâm ngu si không biết chánh tà, cho cái đúng gọi là sai, mà cho cái sai gọi là đúng. Ngu si không phân biệt được chánh tà, nên đọa làm loài súc sanh. Mà loài súc sanh đó nghe là thời gian ngắn đó, mà súc sanh còn chịu thời gian mà gọi là 70 Phật ra đời mà còn mang thân kiết, 8 vạn kiếp còn mang thân bồ câu. Kinh không? Ái nhiễm ngu si, nên cứ chết xong đầu thai lại. Mà 70 Phật ra đời là 21 đại A Tăng kỳ kiếp mà vẫn còn mang thân súc sanh. Còn á, trong quỷ đạo là phải gấp đôi thời gian. Kinh chưa? Quỷ đạo là gấp đôi thời gian, còn địa ngục là gấp 3 phần thời gian đó nữa. Nên tam đồ ác đạo vào khó ra. Nên cái này là kinh khủng lắm. Bữa nay chúng ta học tập là bạn muốn biết mình chết đi về đâu hay không, là phân tách đúng vô định luật nhân quả. Chứ mình không có tùy tiện mình nói được sao mình biết. Nhưng mình nói bây giờ đầu tiên thì Đức nói, nếu quý vị là người tín nguyện niệm Phật mà quyết chí cầu sanh cực lạc, cả đời quý vị niệm Phật, dù gặp sự cố gì, sự trở ngại gì, người ta đè đầu cỡ cổ, người ta hành hạ mình cũng niệm Phật, quyết chí niệm Phật. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni người nói rằng, này các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi này đi, rồi các con niệm Phật đó, khi cuối đời Phật A Di Đà tiếp dẫn các con về cực lạc, các con hết khổ. Mà Ngài nói rõ ràng là chịu khổ một đời ngắn ngủi, đúng, cõi này khổ ngắn ngủi, vui ngắn ngủi, đẹp ngắn ngủi, xấu ngắn ngủi, bệnh ngắn ngủi, cái gì cũng ngắn ngủi. Nên Ngài nói là chịu khổ một đời ngắn ngủi đi, rõ ràng ngắn ngủi. Rồi mình chịu cái ngắn ngủi này mà mình lại tín nguyện niệm Phật, thì mình được sanh về thế giới cực lạc, thì mình hưởng vô lượng thời gian an lạc. Đó. Nên mình nghe Phật Pháp á, mình nhận thức gì nè, để cái định luật nhân quả nó rõ ràng hết. Còn nếu như mình nói phỏng thì không chắc chắn. Cái này là mình nói xác thực của định luật nhân quả luôn. Tại vì cái niệm Phật mà giảng sanh là do tín nguyện bạn kiên cố. Còn nếu như tín nguyện bạn không kiên cố thì bạn không giảng sanh. Nên nó những Đức từng nói rằng là bạn niệm Phật thì giống như là bạn đang cùng đua với tham sân si. Nếu mà nói đời này bạn đoạn tham sân si thì niệm Phật giảng sanh không có đâu. Mà là tham sân si nó vẫn tồn tại. Nhưng mà cái tín nguyện niệm Phật bạn phải cực kỳ mạnh. Cái tín nguyện niệm Phật của bạn phải cực kỳ mạnh, mạnh vượt qua mặt tham sân si. Thì giống như bây giờ á, ở ngoài đó để một cái chiếc cúp, thì bốn người này cùng chạy đua Phật rồi tham rồi thằng sân si, nó cùng bốn người chạy. Mà nếu mà Phật đạo chạy qua mặt thì lãnh cúp, còn sân hận nó chạy qua mặt thì nó lãnh cúp, thằng tham lam nó qua mặt thì lãnh cúp, thằng ngu si nó qua mặt nó lãnh cúp. Tùy theo cái cúp mà cái người lãnh được, quý vị chọn chiếc cúp ở đâu. Dễ hiểu đúng không? Cực kỳ dễ hiểu luôn, nó giảng rõ ràng dễ hiểu. Dễ hiểu mà không chịu hiểu. Vì nghe vậy thấy chưa? Nó nên muốn giảm tham sân si là phải siêng năng niệm Phật. Mà niệm Phật muốn sanh cực lạc thì giảm bớt tham sân si. Những Đức thấy rõ ràng, những Đức đi tu, những Đức giảm bớt tham sân si. Ồ, ngày xưa mà những Đức gặp vàng đó. Thấy ta đeo vàng á, đâu có vàng đâu đeo, mua chỉ nhẫn giả.
ra kêu nó si vàng. Lâu lâu đi chơi đeo vô một cái thôi, xạo mà, xạo mà. Đeo vàng vô quýnh bị da nghe, để tay ha. Xạo, vàng giả mà cũng xạo nữa, kỳ cục vậy đó. Mà gặp nó đeo vàng nghe, mắt đang bình thường gì, gặp nó đeo vàng tự nhiên mắt nhìn kỳ lắm nha. Vậy mà bây giờ đi tu, quý vị biết những đức đi tu có những người ta cúng vàng đức nhiều lắm á, nhiều lắm, nó thiệt luôn, ở ngoài đời chưa từng được thấy luôn. Vậy mà đem tiền đi làm gì hết trơn, đem vàng đi làm hết trơn cho chúng sanh luôn, làm hết trơn sạch nhất luôn, nó xài hết, không có cái gì mà để cá nhân cho bản thân mình xài, thấy chưa? Giảm lòng tham ơi. Còn mỗi ngày thường sanh tâm hoan hỷ là giảm lòng sân hẳn ấy. Rồi bây giờ nhìn nhận được nhiều cái trong cuộc đời là giảm mưu sĩ rồi. Mà cái tín nguyện nó lại mạnh muốn sanh cực lạc. Vậy thì cứ cái đà như vậy mà cả đời tu, thì cái việc mà cả đời này thì chắc chắn là cái giảng sanh là chắc chắn. Tại vì tín nguyện niệm Phật là phải giảng sanh thôi. Đó. À, phải gầy dựng nó nghe, phải gầy dựng cho nó mạnh. Chứ nói bây giờ mà đoạn sạch tham sân si không đoạn được. Hãy tín nguyện mạnh thôi, cái này là làm được. Thôi chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Ờ với hồi nãy Nhân Đức vừa lập một cái trang mới cho chùa mình. Cái trang là niệm Phật cả đời. Mà Nhân Đức lập lên cái trang này là Nhân Đức làm những cái buổi ngắn của các cụ đồ ký sự ngắn để lên cái trang này. Mà cái trang này là cái trang có tiền đó quý vị. Biết gì không? Tại vì Nhân Đức nghe nói rằng cái trang mà lập ra cái trang mà nó kiếm tiền là cái tương tác nó đông. Để mong Phật Pháp nó mở rộng ra những cái trang nó thử coi sao. Nên Phật tử mà nghe Nhân Đức thông báo á, quý vị đăng ký cái trang này giùm cho Nhân Đức. Đăng ký cái trang mà niệm Phật cả đời này nè, đăng ký vô. Vô cái trang nó đăng ký liền. Nên bắt đầu là Nhân Đức đưa những buổi giảng ngắn ngắn rồi những cái ký sự với bà cụ nè, đưa vô. Để coi nó, cái like nó đông. Mỗi tháng có tiền mua sữa cho mấy bà già uống bị cũng có phước. Hiểu không? Trong cái cuộc đời này mà mình làm cái gì được tốt thì mình làm thôi. Mình đâu phải cá nhân mình đâu mình sợ. Tại vì những cái buổi giảng như Đức bây giờ ta nghe rất là đông. Những Đức cũng muốn làm cái này để cho nhiều người Phật tử tập làm theo luôn. Cuộc đời mà phải có tiền mới có cuộc sống, đúng không quý vị? Mà đem Phật Pháp truyền tài mở rộng, có nghĩa là bây giờ cái mạng truyền thông nó phát triển mạnh dữ lắm. Nên phải cần nương vào cái mạng truyền thông để đem Phật Pháp giới thiệu. Gọi là đạo tràng trên không trung. Mà cái đạo tràng trên không trung là nó sẽ tồn tại mãi mãi. Tại vì không ai giành giật hết chứ quý vị. Nên bây giờ phát triển cái mạng truyền thông bây giờ, tính ra những bài giảng của mình mà khoảng mười mấy trang người ta đang lập ra, đang đem cái những buổi giảng mình mà để vào. Nó có một cái công ty gì, Anh Vi gì đó, mà họ chuyên quản lý mạng, cái công ty đó lớn. Mà người ta điện thoại, người ta nhắn tin, người ta xin được lấy những buổi giảng mình ta lập ra một cái trang. Mà người ta quản lý mà cái trang của người ta là coi đông dữ lắm. Nên những Đức bây giờ cũng muốn lập một cái trang này để mà gọi là mỗi tháng thử coi. Cái lượt người coi thử coi. Mà nó phải hơn 1.000 người nó mới tính lượt người coi. Thì bây giờ quý vị nghe gì quý vị đăng ký vô. Tại vì cái trang này những Đức làm mà ví dụ như có nhiều like người ta coi đông nó cũng mỗi tháng có tiền đó quý vị. Thì mình tiền này mình mua sữa cũng uống vị cũng coi mà lại cũng có phước. Đó, nên thông báo cho quý vị biết gì. Để khi mà nghe gì đăng ký cái trang niệm Phật cả đời, A Di Đà Phật. Chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện
thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, điện hoa con quá xanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Mỗi người chúng ta nên phát nguyện niệm Phật cả đời, tín nguyện kiên cố, dù người còn sống hay là tất cả những người mắc chưa siêu thoát, nương tựa vào ngôi Tam Bảo ở đây, hay tất cả những người ở đây mà cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp mắc mà chưa siêu thoát về đây tu, chúng ta mỗi ngày nên phát tâm niệm Phật, tín nguyện kiên cố để phát nguyện sanh cực lạc. Về cực lạc mới luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi này nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mấy anh em lấy bánh gì gỡ đại chúng nha. Vì thẳng chân so chân cách nào đó đỡ đau chân đi.